Thầy xin chào tất cả các em học sinh lớp 6 của trường Trung học cơ sở Chu Văn An. Hôm nay thầy sẽ thay mặt cho nhóm toán 6 trường Trung học cơ sở Chu Văn An sẽ thông qua video này để gợi nhớ một số những cái kiến thức nội dung quan trọng cần thiết cho các em trong kỳ thi học kỳ 1, hay nói cách khác đó là kỳ kiểm tra đánh giá học kỳ 1 sắp tới. Thì các em lưu ý đó là trong đề thi của mình sẽ có hai phần. Một phần đó là trắc nghiệm sẽ chiếm số điểm của các em là 3 điểm, và một phần là tự luận sẽ có số điểm là 7 điểm. Và trong video hướng dẫn này, thầy sẽ hướng dẫn các em phần tự luận. Phần trắc nghiệm mấy em sẽ được các thầy cô hướng dẫn các em ôn tập tại lớp cùng với lại bộ đề ôn tập của trường. Bởi vì phần trắc nghiệm thì khi các thầy cô hướng dẫn trực tiếp, các em sẽ có thể đó là thắc mắc hay là hỏi các thầy cô, thì các thầy cô giải thích cho các bạn sẽ dễ hiểu hơn. Rồi chúng ta bắt đầu đi vào phần tiếp theo của nội dung ngày hôm nay. Trên màn hình của các bạn đó là cái đề phần tự luận. Thầy sẽ lướt nhanh qua cái đề này để đi vào từng bài cho các bạn. Thì theo mô phỏng mà thầy đang ôn cho các bạn, nó có 6 bài, không có nghĩa là cái đề của các bạn sẽ có 6 bài, mà là ở đây 6 cái nội dung này là 6 cái nội dung thầy giúp các bạn ôn để hình dung gợi nhớ cho từng phần kiến thức, để các bạn có thể tiếp tục ôn tập ở nhà cũng như dựa vào bộ đề ôn mà các thầy cô sẽ ôn tập với các bạn trên lớp. Ta vào bài số 1 với câu hỏi là sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự giảm dần. Thì ở đây người ta cho chúng ta các cái số nguyên này, thì đầu tiên là các bạn phải nhìn vô phân loại ra được nó gồm có số nguyên âm, số nguyên dương và số 0 ở trong này. Và yêu cầu của đề bài là sắp theo thứ tự giảm dần. Giảm dần có nghĩa là số có giá trị lớn nhất sẽ đứng đầu tiên. Như vậy con số đầu tiên của chúng ta chắc chắn ở đây sẽ là con số dương. Và tiếp sau đó chúng ta dựa vào giá trị của nó để chúng ta giảm dần xuống cho đến con số cuối cùng sẽ là con số nhỏ nhất. Rồi chúng ta xem. Như vậy ở đây số lớn nhất của mình là 52, rồi đến số 3, đến số 0, trừ 10, trừ 45 và nhỏ nhất là trừ 64. Bởi vì số âm thì chúng ta đã biết là cái số mà có giá trị càng lớn, cái con số nó càng lớn thì với cái dấu trừ đằng trước nó sẽ có giá trị càng nhỏ. Tiếp theo, đó là chúng ta sẽ đi tìm số đối của các số nguyên. Ở đây là mình có hai số nguyên, một cái là trừ 2022 và một số là 2023. Thì ta dễ dàng thấy được số đối của trừ 2022 chính là 2022, và số đối của 2023 chính là trừ 2023. Tiếp theo, ta vào câu C, đó là liệt kê và tính tổng các số nguyên sau. Thì ở đây tụi con cần chú ý là câu hỏi có hai ý. Ý thứ nhất là liệt kê và sau đó là ta tính tổng các số nguyên mà ta vừa liệt kê được. Vậy đầu tiên ta sẽ thực hiện ý đầu tiên trước. Các số nguyên x của mình sẽ bắt đầu từ trừ 4 cho đến 3, ha, trừ 4, trừ 3, trừ 2, trừ 1, vân vân. Và ở đây, các bạn sẽ chú ý ngay lập tức khi mình liệt kê ra, tụi con phải tập cái thói quen quan sát. Các bạn dễ thấy rằng trong những cái số nguyên mà chúng ta liệt kê ra có những cặp số đối nhau. 1 và trừ 1, 2 và trừ 2, 3 và trừ 3. Tại sao ta phải chú ý câu chuyện đó? Bởi vì những số đối nhau thì sẽ có tổng bằng 0. Cho nên nếu ta đã thấy được cái điều này thì khi ta bước vào yêu cầu thứ hai của câu hỏi này, các bạn sẽ có một cái sự tính toán sắp xếp nó hợp lý hơn để mình có được một cái bài toán mình tính nhanh nhất. Các bạn hãy xem tổng các số nguyên. Đây, ở đây chúng ta sẽ kết hợp những số đối nhau với nhau trong một cái ngoặc. Và như vậy các bạn đã có được một phép toán như trên, đây là tổng tất cả các số nguyên và ta dễ dàng tính ra được tổng của nó sẽ là trừ 4. Như vậy cái việc mà các bạn quan sát rất là quan trọng, cho nên các bạn chú ý thầy dặn các bạn đó là khi chúng ta làm bài chúng ta luôn luôn đọc kỹ đề bài, xem đề bài hỏi mình cái gì, yêu cầu mình cái gì, và chúng ta phải quan sát đề, quan sát từng bước trong quá trình chúng ta giải bài toán để chúng ta phán đoán cho bước tiếp theo, chứ các bạn không có làm theo cái kiểu đó là như một cái máy, như con vẹt mà thiếu quan sát. Như vậy thì sẽ rất là uổng, bởi vì chúng ta sẽ dễ sai hoặc là dễ làm theo một cái phương pháp rất là dài, không phải là phương pháp tối ưu. Giờ chúng ta sẽ sang bài tiếp theo.
Đó là bài thực hiện phép tính. Ở đây các bạn thấy là bài thực hiện phép tính này nó có đủ 3 loại ngoặc: ngoặc tròn, ngoặc vuông, ngoặc móc. Và như vậy thì các bạn hãy nhớ rằng đối với biểu thức có ngoặc, thứ tự thực hiện phép tính của mình sẽ là ngoặc tròn, ngoặc vuông rồi tới ngoặc móc. Và một điều nữa đó là lên lớp 6 chúng ta hãy quan sát, vẫn tiếp tục quan sát thật kỹ cái đề bài này, thì các bạn sẽ thấy là sẽ có những nhóm phép tính các bạn có thể thực hiện trong cùng một lúc, ở một bước chúng ta thực hiện được nhiều động tác để giúp cho bài toán trở nên gọn hơn và thực hiện nhanh hơn, với điều kiện những cái bước đó nó không làm ảnh hưởng tới toàn bộ bài toán của mình. Rồi như ở đây các bạn thấy nè, phép toán cộng 49 cộng với lại 119 các bạn sẽ thực hiện được. Nhưng phép toán cộng 7 cộng cho 1 các bạn thực hiện không được, bởi vì 7 đang thực hiện phép toán chia ở đây. Nhân chia trước cộng trừ sau cho nên chỗ này chúng ta không được chạm vào. Phép chia hai lũy thừa cùng cơ số này chúng ta xử lý được, bởi vì nó là nội bộ, cái kết quả của nó mới tham gia vào phép toán trừ cho nên ta thực hiện ở đây được. Lũy thừa 2022 mũ 0 các bạn cũng thực hiện được luôn. Như vậy ở bước đầu tiên chúng ta sẽ thực hiện một lúc 3 động tác. Lấy 49 cộng 119 ra 168. Đồng thời các bạn tính được 15 mũ 8 chia cho 15 mũ 7 thì ra 15 mũ 1 chính là 15. 2022 mũ 0 thì bằng 1. Tiếp theo chúng ta sẽ thực hiện phép toán chia này giữ nguyên các phép toán khác hết. Và ở đây đối với phép toán này các bạn lưu ý nè, 24 cộng cho 1 nó sẽ ra 25 rồi trừ cho 15. Nếu bạn nào nhanh một chút các bạn có thể thực hiện đồng loạt hai phép toán này sẽ chấp nhận được, bởi nó là phép toán cộng đơn giản và trừ rất là tròn trục và dễ dàng ra được là 11 luôn. Chúng ta sang câu B. Các bạn hãy nhìn phép tính ở câu B. Đây là tổng của 3 tích và nhìn vào từng cái tích một, các bạn dễ dàng phát hiện rằng cả 3 tích này đều có một thừa số là trừ 5. Như vậy trừ 5 chính là thừa số chung và ta sẽ thực hiện được phép tính hợp lý ở đây. Đây, trừ 5 ta rút ra ngoài làm thừa số chung và ở trong ta sẽ còn lại là trừ 48 cộng trừ 29 và cộng cho trừ 23. Vậy kết quả ta được gì các bạn? Trừ 5 nhân trừ 100 và dễ dàng ra được kết quả là 500. Tiếp theo, ta sang bài số 3, bài toán về tìm x. Thì các bạn lưu ý bài toán tìm x của chúng ta bây giờ nó không còn đơn giản là bài toán tìm x trong tập hợp số tự nhiên nữa, mà tìm x của mình nó có thể cho ra giá trị là số nguyên ha, bởi vì chúng ta đã học tới phần cộng trừ số nguyên và nhân chia số nguyên rồi. Nào, vào bài này. Như vậy ở bài này chúng ta sẽ không tìm x được ngay mà ta sẽ đi tìm cả cái cụm này, tức là đóng vai trò là số bị trừ trong phép toán trừ. Thế thì muốn tìm số bị trừ, ta sẽ lấy hiệu là trừ 14 cộng cho số trừ của mình. Như vậy ta sẽ thu được đó là 2 nhân cho x trừ 5 bằng trừ 2. Đến đây chúng ta vẫn chưa tìm được x ngay, ta sẽ đi tìm thừa số là nguyên một cái ngoặc x trừ 5 thì sẽ bằng tích chia cho thừa số đã biết. Đây. Và như vậy các bạn dễ dàng tìm được đó là x trừ 5 của mình bằng trừ 1. Rồi đến đây x đã bắt đầu được giải thoát tự do, chỉ còn một phép toán cuối cùng các bạn sẽ tìm được x. X đang giữ vai trò là số bị trừ, muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng cho số trừ, thế là xong. Bài toán kết thúc ở chỗ này với x bằng 4. Lưu ý thầy nhắc lại lần nữa đó là bài toán tìm x của chúng ta. Bây giờ các phép toán đã được thực hiện mở rộng trên tập hợp số nguyên rồi nha. Các bạn cần lưu ý điều đó. Chúng ta bước vào bài số 4 là một bài toán đố. Một đội y tế gồm có 36 bác sĩ, 60 y tá về một viện để phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Đội dự định chia thành các tổ gồm các bác sĩ và y tá. Số bác sĩ được chia đều vào các tổ, số y tá cũng vậy, hỏi có thể chia được nhiều nhất thành bao nhiêu tổ, khi đó mỗi tổ có bao nhiêu bác sĩ và bao nhiêu y tá. Vậy thì với cái bài toán này, cái cụm từ mà các bạn cần chú ý nhất đó là gì? Đó là được chia đều vào các tổ. Số bác sĩ được chia đều vào các tổ, số y tá cũng vậy. Như vậy để mà số bác sĩ này được chia đều vào các tổ các bạn, thì cái số bác sĩ, 36 bác sĩ của mình phải chia hết cho số tổ.
Thầy lấy một ví dụ nhỏ để các bạn dễ hình dung. Nếu 36 bác sĩ này các bạn chia thành 5 tổ thì các bạn sẽ không thể nào chia đều được. Nhưng nếu các bạn chia vào 2 tổ, là 3 tổ, là 6 tổ thì sẽ chia đều, bởi vì lúc đó 36 sẽ chia hết cho số tổ. Đúng chưa? Như vậy có nghĩa số tổ chính là ước của 36. Tương tự như vậy, số tổ cũng sẽ là ước của 60. Và như vậy ta sẽ có số tổ của mình để đảm bảo rằng mà số bác sĩ và số y tá được chia đều hết vào các tổ, thì số tổ sẽ là ước chung của 36 và 60. Với câu hỏi có thể chia được nhiều nhất thành bao nhiêu tổ? À, vậy thì bài toán này dễ hơn nữa. Đó là chúng ta khẳng định được ngay số tổ chia được nhiều nhất chính là ước chung lớn nhất của 36 và 60. Đây, các bạn nhìn. Số tổ có thể chia được nhiều nhất chính là ước chung lớn nhất của 36 và 60. Rồi bài toán đã trở về thành một bài toán quen thuộc của các bạn. Bài toán đi tìm ước chung lớn nhất thôi. Chúng ta bắt đầu tìm ước chung lớn nhất với công việc đầu tiên là phân tích ra thừa số nguyên tố. Sau khi phân tích ra thừa số nguyên tố, thì tìm ước chung lớn nhất ta sẽ chọn các thừa số nguyên tố chung. Nguyên tố chung tức là tất cả đều phải có. Các bạn nhìn nè, 36 có thừa số nguyên tố là 2, 60 cũng có thừa số nguyên tố là 2. 36 có thừa số nguyên tố là 3, 60 cũng có 3. 5 có ở số 60 nhưng không có ở bên này, cho nên số 5 không được tính vào trong đây. Chúng ta không quan tâm tới nó. Và lưu ý rằng thừa số nguyên tố chung nhưng mà với số mũ sẽ là số mũ nhỏ nhất. Vậy ta sẽ có ước chung lớn nhất của chúng ta sẽ là gì đây? 2 mũ 2, 2 mũ 2 thì ta lấy 2 mũ 2. 3 mũ 2 với 3 thì ta lấy 3 thôi. Vậy kết quả ước chung lớn nhất của mình là 12. Và đó cũng chính là số tổ chia được nhiều nhất đó các bạn. Đây, số tổ chia được nhiều nhất là 12 tổ. Khi ta có số tổ rồi, thì ta muốn tìm được số bác sĩ và số y tá trong tổ là bao nhiêu. Thì quá đơn giản, các bạn chỉ cần thực hiện hai phép toán chia thế là xong. Đây, trên màn hình các bạn quan sát thấy. À, cho các bạn dễ hình. Tiếp theo ta sang bài số 5. Bạn sang đi chợ mua một số đồ dùng như sau. 2 kg thịt heo giá 60.000 đồng một ký, 3 kg bí xanh giá 15.000 đồng một ký. Hỏi bạn Sang đã mua hết bao nhiêu tiền? Quá dễ các bạn ơi. Đầu tiên ta xin 2 kg thịt heo thì có phải là 2 nhân cho 60, 3 kg bí xanh thì sẽ là 3 nhân cho 15.000, và ta cộng hết cái đó lại thế là xong. Và các bạn có thể thực hiện một biểu thức duy nhất như thế này để ra kết quả. Cực kỳ dễ ha. Tiếp theo ta đến bài số 6, cũng là bài cuối cùng, bài về liên quan tới kiến thức tính diện tích chu vi của các hình thực tế. Thì các bạn quan sát vào cái hình này, các bạn sẽ thấy đó là những cái hình liên quan của mình sẽ lần lượt là hình chữ nhật và hình vuông. Và lưu ý trong đây nó có tới 8 hình vuông nằm bên trong và một hình chữ nhật lớn bao quanh bên ngoài. Rồi, bây giờ ta sẽ bắt đầu đọc kỹ đề. Sân trường có chiều dài 50 m, chiều rộng 30 m. Người ta đặt 8 bồn hoa hình vuông có cạnh là 2 mét khắp sân trường như hình vẽ. Hãy tính chu vi sân trường. À, chu vi sân trường đây, chu vi hình chữ nhật lớn nhất. Chu vi hình chữ nhật thì sẽ bằng là dài cộng rộng nhân 2 các bạn nhé. Và có một cách để các bạn nhớ đơn giản nhất là chu vi của tất cả bất kỳ một cái hình nào thì nó chính là cái độ dài của cái đường viền xung quanh này nè. Cho nên các bạn nếu như trong trường hợp mà các bạn không thuộc được công thức, các bạn cứ lấy tất cả các cạnh của cái hình đó, các bạn cộng lại thì chính là chu vi của nó đó các bạn. Và rõ ràng nếu ta làm theo cái cách mà thầy mới vừa nói, trong trường hợp xấu nhất là ta quên, thì ta cũng sẽ hình thành lại được công thức. Hình chữ nhật có hai cái chiều dài, hai cái chiều rộng. Cho nên khi các bạn cộng lại hết, thì thay vì lấy hai chiều dài cộng lại, lấy hai chiều rộng cộng lại, tất cả cái đó nó sẽ ra kết quả. Thì các bạn chỉ lấy một chiều dài cộng với một chiều rộng rồi tất cả nhân 2 thì ra chu vi. Đây. Sau khi có chu vi thì chúng ta sẽ đi tính diện tích sân chơi. Diện tích sân chơi sẽ bằng gì? Bằng nguyên diện tích sân trường loại trừ đi diện tích mà những cái bồn hoa này nó chiếm. Chúng ta có tất cả là 8 bồn hoa. Như vậy thì ta chỉ cần lấy diện tích một bồn hoa nhân lên cho 8 là ra được diện tích của tất cả các bồn hoa này. Sau đó ta lấy cả cái sân trường, diện tích cả cái sân trường trừ đi diện tích của 8 bồn hoa này chiếm, thì các bạn sẽ có được diện tích còn lại chính là diện tích của phần sân chơi. Nào, chúng ta thấy mỗi hình vuông thì có cạnh 2 mét, như vậy một hình vuông sẽ có diện tích là 2 nhân cho 2, đúng chưa các bạn?
Đây các bạn nhìn, diện tích một bồn hoa là 2 nhân cho 2, diện tích sân trường dài nhân rộng là ra 1.500. Và như vậy cuối cùng diện tích phần sân chơi, thầy chỉ việc lấy cả diện tích sân trường trừ cho 8 cái bồn hoa này, thế là xong. Một cái bồn hoa thì là 8 mét vuông, xin lỗi 4 mét vuông, thì 8 cái bồn hoa các bạn sẽ đem nhân cho 8 lên, rồi lấy diện tích sân trường trừ ra. Lúc này các bạn sẽ thu được diện tích chính là cái phần còn lại, cái phần trắng trắng này nè, nó chính là phần sân chơi của các bạn đó. Và đến đây thì cái nội dung mà liên quan tới kỳ thi đánh giá học kỳ 1 sắp tới của các bạn được cô đọng, được nhắc nhở thông qua 7 bài toán này, thì các bạn hãy ghi nhớ và mở lại những cái phần nội dung kiến thức liên quan tới những cái bài hay là những dạng toán của cái phần kiến thức đó để ôn, cộng với lại những cái đề ôn mà các thầy cô sẽ ôn cho các bạn tại lớp, thì thầy sẽ tin chắc chắn các bạn sẽ thi rất là tốt. Thầy chúc các bạn thi thật tốt và trân trọng kính chào các bạn.